Cá không, cá dầu mỡ đặt hết luôn rồi, là lấy máy rồi cá không. Ông sinh hoạt là toàn cát biển không? Về khách hôm nay khách đi tắm biển nhiều về ta tắm. Không có bình thường nó đi tắm biển về nó tắm hồ bơi là cát biển hồ bơi luôn mà. Rồi nó vào trong phòng nó tắm luôn cái toilet hay là một khách biết khi nào nó tắm luôn. Không có mặc quần tắm, mặc quần sọt, cát vô túi về tắm vũ ra giặt. Cát trong túi chảy ra theo thời gian lại nhiêu đó. Rồi cái phòng mới hồng. Ôi giời. Quá trời cát không. Đây mới sụp, mới sơ sơ rồi đó. Còn có món nhiều lắm. Cát biển không à. Biển thì là nào em muốn chặt cát mà về người lắm. Đó. Cái từ trước là cũng phá lên một đống cát. Thì này cũng vậy cũng nghi nghi rồi. Đưa cái cát xuống chọt sơ qua thấy nó còn chậm mà nó không đi là biết được cát biển.